Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau: bẫy tử thần trong hầm đường bộ giữa trận lũ lụt lặp lại lịch sử. Kính thưa quý vị khán giả, nguy cơ từ biến đổi khí hậu với người tham gia giao thông hiển hiện khi hầm cao tốc ở Trịnh Châu tuần trước ngập như bồn tắm giữa lòng thành phố. Hơn 200 ô tô đã bị kẹt trong một đường hầm cao tốc vào tuần trước ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc, khi lượng mưa kỷ lục làm ngập phần lớn thành phố, nước ồ ạt trút xuống các lối vào, khiến đường hầm 4 làn dài 2 km ngập gần đến trần, dù chiều cao của hầm cao 6 m. Số người chết ngày hôm đó có thể cao hơn nếu không có một cựu lính đặc công Trung Quốc bơi qua lại giữa những chiếc xe trong đường hầm để giải cứu tài xế mắc kẹt trong những chiếc xe đang chìm dần. Giới chức tuần trước cho biết ít nhất 6 người đã chết trong đường hầm. Ban đầu, sự chú ý của quốc tế về rủi ro an toàn giao thông do thời tiết khắc nghiệt chỉ tập trung vào vụ 15 người chết đuối trong toa tàu điện ngầm ngập nước của Trịnh Châu. Tuy nhiên, cuối tuần trước, các chuyên gia an toàn giao thông nhấn mạnh những nạn nhân tử vong do ngập đường hầm cao tốc càng làm nổi bật những rủi ro mà biến đổi khí hậu có thể gây ra cho người tham gia giao thông. Những cái chết cho thấy các kỹ sư đường bộ cũng như các nhà thiết kế hệ thống tàu điện ngầm sẽ cần phải đối phó với lượng mưa dữ dội hơn liên quan đến biến đổi khí hậu. Kara Kaufman, giáo sư kỹ thuật giao thông tại Đại học Texas ở Austin cho biết, hầm chui đường cao tốc thực sự có thể bị ngập nước hoàn toàn trong một số trận mưa bão như thế này. Bà nói, và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn do thảm họa khí hậu. Vào năm 2011, một nhóm chuyên gia Trung Quốc đã công bố tài liệu kỹ thuật chỉ ra rằng đường hầm Trịnh Châu nằm ở vùng trũng, khiến các vùng nước đọng thường xuyên hình thành trên đường. Hầm chui này bắt đầu được đưa vào hoạt động từ năm 2012. Nó được xây dựng với hệ thống bơm được thiết kế để xử lý lượng mưa 50 năm có một. Tuy nhiên, giới chức đã mô tả trận đại hồng thủy vừa qua đã lặp lại là sự kiện nghìn năm có một. Tài liệu đưa ra lời cảnh báo nếu nước tích tụ trong đường hầm, nó sẽ đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động an toàn của hệ thống. Sự cố hầm chui dưới cao tốc Trịnh Châu có thể đã tồi tệ hơn nhiều vì 200-300 ô tô nhanh chóng mắc kẹt trong hầm do nước dâng nhanh. Tuy nhiên, một người đàn ông mặc áo trắng đã không quản nguy hiểm bơi giữa những chiếc xe đang chìm dần, kéo các tài xế đến nơi an toàn. Ông được truyền thông địa phương xác định là cựu lính đặc công Yang Junkui, 45 tuổi. Yang là tài xế taxi công nghệ của dịch vụ Kaokao. Ông đã nhận được cuộc gọi tự động cảnh báo mưa lớn từ chính quyền và công ty vào đầu giờ chiều hôm đó, vì vậy ông quyết định lái xe về nhà. Yang đang lái xe qua đường hầm khi nước bắt đầu dâng và xe cộ dừng lại. Ông rời khỏi xe ngay trước khi những chiếc xe xung quanh bắt đầu nổi lên. Ông gõ cửa những chiếc xe khác, khuyên tài xế nên ra khỏi xe và dẫn họ đến nơi an toàn. Hai người đàn ông đã vội vã chạy tới nơi an toàn, bỏ lại những người phụ nữ dường như không biết bơi trên nóc một chiếc ô tô đang chìm dần. Yang đã bơi trở lại, kéo từng người một ra khỏi đường hầm. Sau đó, ông cố gắng cứu thêm những người khác nhưng không thành công và cuối cùng phải bỏ cuộc vì ông bị thương ở chân. Mới đây, chính quyền tỉnh Hà Nam đã xúc tiến đầu tư dự án đường hầm thông minh để nâng cấp hầm chui này. Trong dự án, cảm biến được sử dụng để theo dõi và định vị chính xác bất kỳ người hoặc phương tiện nào bên trong, đồng thời giám sát chặt chẽ các máy bơm của đường hầm. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để phân tích ngay lập tức các vấn đề và đề xuất giải pháp. Các đường hầm cao tốc bao gồm cả ở Trịnh Châu có hệ thống bơm tích hợp, nhưng lượng mưa kỷ lục trút xuống tuần trước đặt ra những thách thức lớn cho các nhà thiết kế đường. Để hoạt động, các hệ thống bơm như vậy cần phải có khả năng chuyển nước đến một nơi nào đó không bị ngập. Trịnh Châu gần như bằng phẳng và thoát nước chậm, toàn bộ con phố ở phía nam của đường hầm bị ngập nước sâu sau trận mưa kỷ lục. Tiến sĩ Kaufman nói rằng bất kỳ cuộc điều tra nào về những gì đã xảy ra ở Trịnh Châu cần phải kiểm tra xem liệu đường thoát của các máy bơm có bị ngập nước hay không, vì điều đó có thể khiến dòng nước qua các máy bơm đảo ngược hướng và nước lại chảy thêm vào hầm. Giới chức Trịnh Châu đã tổ chức 3 cuộc họp báo kể từ khi xảy ra ngập lụt ở hầm chui, nhưng họ lại chưa giải thích rõ điều gì đã xảy ra với tuyến giao thông này. Lực lượng cứu hộ địa phương đã vất vả khi hút nước khỏi đường hầm. Họ đã vận hành một cặp máy bơm gắn với xe hút ở đầu phía nam của đường hầm, nhưng nước vẫn ngập sâu trong đường hầm đến mức chỉ có thể nhìn thấy nóc một chiếc ô tô màu trắng bên trong.
Về phần ông Yang, Cao Cao đã tặng ông một chiếc xe mới trị giá 25.000 đô la Mỹ. Mọi người gọi ông Yang là một người hùng, ông ấy xứng đáng với phần thưởng này, một người bình luận trên Weibo. Quý vị thân mến, mưa lũ chưa dứt, Trung Quốc lại tiếp tục đón cơn bão thứ tư trong năm 2022 đang tiến sâu vào lục địa Trung Quốc sau khi đổ bộ khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông. Các đoạn video do hãng truyền thông địa phương đăng tải cho thấy gió lớn, nước ngập đường phố, đường dây điện bị đứt, cửa sổ rơi và người dân chèo thuyền đến nơi an toàn ở các thành phố bão đi qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho hay đây là cơn bão thứ tư đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trước và trong khi bão xuất hiện, các thành phố ở miền Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã sơ tán và di rời tổng cộng hơn 95.000 người. Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết bão số 4 đang di chuyển về phía Bắc nhưng dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu trong những ngày tới. Bão số 4 hình thành ở Biển Đông và có những đặc điểm nổi bật bao gồm cấu trúc không đối xứng, di chuyển chậm và thời gian ảnh hưởng dài. Nhật báo Khoa học và Công nghệ dẫn lời Qian Piang. Nhà dự báo hàng đầu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, sự phân bố gió và mưa dưới ảnh hưởng của loại bão này có xu hướng không đối xứng và đường đi có xu hướng thay đổi, gây khó khăn cho công tác dự báo. Những cơn bão như vậy rất dễ kết hợp với hệ thống mây gió mùa để gây ra lượng mưa trong thời gian dài. Trong những ngày qua, bão số 4 đã gây ra ít nhất 3 trận lốc xoáy ở Quảng Đông. Cơ quan Kiểm soát Hạn hán và Lũ lụt Trung Quốc vào tối qua đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và bão lên cấp độ 3, gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9 sẽ vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc từ chiều nay đến chiều mai. Mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực của Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc. Bão số 4 dự kiến sẽ đi vào Hồ Nam vào sáng mai với cường độ áp thấp nhiệt đới và tiếp tục di chuyển lên phía Bắc. Ngày hôm nay, Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ biển của tỉnh Quảng Đông thông báo đã có 27 người mất tích sau khi một cần cẩu nổi bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam của tỉnh này vào sáng qua. Vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng qua, hệ thống quan sát phát hiện dây neo của cần cẩu nổi đã bị đứt khi đang neo đậu tránh bão số 4 ở vùng biển gần thành phố Dương Giang, khiến cần cẩu nổi sau đó bị chìm. Thưa quý vị, trong bão số 4, tàu kỹ thuật bị sóng đánh gãy đôi ngoài khơi Hồng Kông, Trung Quốc, khiến hơn 27 người mất tích. Giới chức địa phương cho biết tàu Hồng Kông gãy đôi trong cơn bão số 4 ngày hôm qua, có 30 người trên tàu vào thời điểm gặp nạn. Tàu kỹ thuật gặp nạn cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng gần 160 hải lý về phía Tây Nam. Khi tàu bị hư hại nặng và vỡ thành hai mảnh, thủy thủ đoàn gồm 30 thành viên đã bỏ tàu. 3 người đã được cứu vào lúc 15 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo giới chức địa phương cho biết, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang cản trở nỗ lực cứu hộ. Gió mạnh khoảng 144 km/h và sóng cao 10 m được ghi nhận ở vị trí con tàu gặp nạn. Cảnh quay tàu bị sóng đánh gãy đôi do giới chức Hồng Kông công bố cho thấy một người đang được đưa lên trực thăng trong khi sóng ập vào boong của con tàu đang chỉ một phần. Thông báo của chính quyền Hồng Kông tiết lộ 3 người được giải cứu nói rằng các thủy thủ khác có thể đã bị sóng cuốn đi trước khi trực thăng cứu hộ đầu tiên đến hiện trường. Cơ quan dịch vụ bay GFS của chính quyền Hồng Kông đã điều động 2 máy bay cánh cố định và 4 trực thăng, trong khi giới chức Trung Quốc đại lục điều động một thuyền cứu hộ tham gia nỗ lực cứu nạn con tàu gặp nạn trong bão số 4 này. Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm do số lượng người mất tích quá lớn và kéo dài hoạt động trong đêm nếu điều kiện cho phép. Bão số 4 đã đổ bộ Hồng Kông, gây mưa to, gió lớn ảnh hưởng tới hoạt động của phương tiện giao thông công cộng và buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Đài Loan, mưa lớn diện rộng, nhà chức trách phát cảnh báo. Quý khán giả thân mến, mưa lớn diện rộng kéo dài đã khiến nhiều nơi ở Đài Loan bị ngập úng nặng. Đứng trước tình hình khẩn cấp này, Cục Thời tiết Trung ương Đài Loan đã đưa ra cảnh báo lũ cấp 1 với thành phố Đài Bắc, thậm chí cấp 2 tại Cơ Long. Tính đến trưa ngày hôm qua, sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan đã báo cáo rằng 18 chuyến bay đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Trong số 18 chuyến bay đó, có 7 chuyến bay phải chuyển hướng đến các sân bay khác, bao gồm sân bay quốc tế Cao Hùng. Trong khi đó, một góc ga tàu điện ngầm A8 của sân bay Đào Viên đã bị ngập sâu 50 cm. Tại quận Lâm Khẩu, một chiếc xe buýt nhỏ bị ngập nước và hành khách bị mắc kẹt lại, nhưng may mắn đã được giải cứu an toàn. Lũ lụt xảy ra ở một đường chui bên dưới đường Bắc Trung ương và đường Lập Công ở quận Bắc Đầu của Đài Bắc khiến một chiếc taxi bị mắc kẹt bên trong. Tài xế đã thoát khỏi thành công khỏi phương tiện của mình.
Không chỉ vậy, mưa dông cùng sét đã khiến đường dây truyền tải điện gặp sự cố và rơi xuống mặt đường Trung Sơn, quận Đa Gia, Đài Trung. Một người nghi ngờ bị điện giật hiện đã bị bất tỉnh sau khi di chuyển qua khu vực này. May mắn thay, người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhịp tim và huyết áp đã ổn định. Nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu này đang được cảnh sát điều tra. Trong khi đó, tại Đạm Thủy, trường Đại học Aletheia tại Đại học St. John đã buộc phải hủy các lớp học buổi chiều và tối ngày hôm qua. Hiện nay, Đài Loan chịu tác động mạnh từ dạnh áp thấp bị nén của bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc nên xuất hiện mưa lớn diện rộng cùng thời tiết cực đoan nguy hiểm khác như sấm sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhà chức trách Đài Loan đang tích cực theo dõi diễn biến thời tiết, đưa ra cảnh báo kịp thời tới người dân và khách du lịch Đài Loan để giúp họ chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp. Bắc Bình tái diễn sạt lở đất đá do mưa kéo dài. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Bình cho biết, liên tục một tuần qua trên địa bàn xã Phan Lâm liên tục có mưa cục bộ kéo dài, nhất là vào buổi chiều tối. Hậu quả, vào rạng sáng ngày hôm qua, gây sạt lở đất trên quốc lộ 28B, đoạn km 48 với chiều dài khoảng 25m. Theo đó, đất đá từ trên núi đổ xuống gây ách tắc giao thông tại đoạn đường này. Chính quyền địa phương đã phối hợp với đội quản lý đường bộ tiến hành khắc phục đoạn đường sạt lở đất đá, cơ bản đã thông xe. Tuy nhiên, địa phương nhận định hiện tại khu vực sạt lở vẫn còn mưa, nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp tục. Theo thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người, nhà ở và diện tích nông nghiệp. Trước đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Bắc Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài, cùng với lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối, kênh mương, nội đồng, làm ngập úng một số diện tích lúa, hoa màu tại các xã Sông Bình, Bình Tân, Phan Lâm, cuốn trôi gia súc, sạt lở 15m đường trên quốc lộ 28B, đoạn km 40, cuốn trôi hai tường cánh thượng lưu của một cống lấy nước. Liên quan đến tình hình thời tiết, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa có tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận và các khu vực Tây Nguyên. Theo đó, hiện nay trên khu vực các tỉnh này đã có mưa, có nơi mưa to. Riêng tại Bình Thuận, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cục bộ có nguy cơ xảy ra tại huyện Tánh Linh. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!